Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này là gia đình bà Thưởng cũng như những hộ dân xung quanh hoàn thành việc đưa lúa, gạo, muối, nước sạch, chất đốt và những vật dụng có giá trị lên nơi cao ráo. Kinh nghiệm sống chung với lũ trong nhiều năm qua tạo cho người dân sự chủ động, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để có thể sống chung với lũ dài ngày. Cái đầu tháng 7 là bắt đầu mình lúa thác, đậu mày, ố quần, mày mùng cho mình chuẩn bị hết lên đi. Củi rồi chuẩn bị mình để chuẩn bị là giờ ngày lụt để ăn. Đồ đọt là mình cọc lại cho kỹ rồi mình đưa lên trên cô. Mà cũng cực lên đây thấp lục đồ đọt, ở đâu có giống sám đâu, sám đưa đi, không có người đưa đi đó, cực lắm. Nước coi như là cay mưa là vô rồi. Để sống chung với lũ, từ nhiều năm nay, khi xây dựng nhà cửa, các hộ dân đều tô nền cao hơn so với mặt đường từ 1 đến 1 mét rưỡi. Gia đình nào có điều kiện thì xây nhà 2-3 tầng, nhà không có điều kiện thì xây chòi tránh lũ. Các hộ dân nơi đây đều sắm ghe thuyền để có thể di chuyển khi lũ lụt dài ngày. Nhiều hộ còn làm bè bằng các vật liệu dễ nổi như thùng phi, canh nhựa để đưa đồ dùng vật nuôi lên. Khi nước lên là bè nổi lên, khi nước hạ bè hỏi nó xuống. Mà bắt buộc phải lồm, không lồm là không có chỗ bắt kịp như heo là phải lồm bè hết chứ. Mình cũng lồm cái bè đó, cái mình lấy cái bít xi mình bỏ lên cho mình bỏ vật heo gà lên bít xi nó cho nổi lên luôn. Nó nổi lên trên đi nè, dâng lên ạ, nước dâng lên là nó lên luôn. Sống chung với lũ là điều không ai mong muốn, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm, người dân tại vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Nam không còn bị động mỗi khi lũ về. Nhờ đó, thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra trong những năm gần đây giảm rõ. Hơn 2 tháng qua, mưa lũ gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh thành miền Bắc. Việc chủ động phòng chống là điều tiếp tục được thực hiện trước dự báo mưa lũ còn dồn dập trong các tháng cuối năm. Để làm được điều này, các thông tin dự báo cảnh báo sớm và chính xác rất quan trọng. Mùa hè năm nay ở miền Bắc mưa nhiều hơn nắng. Tổng lượng mưa tháng 7 nhiều nơi lên tới 600-700mm như tại Hà Giang, Sơn La, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, có thể phát hiện các đợt mưa từ trước 5-7 ngày. Sau đó, trước 48 giờ có thể nhận định được khu vực nào có khả năng mưa lớn. Công nghệ phát triển tăng năng lực dự báo mưa. Nhờ các công cụ, các mô hình hiện nay của Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, có thể dự báo tốt mưa lớn diện rộng. Tuy nhiên, chưa thể dự báo cụ thể mưa trên phạm vi hẹp hay mưa lớn trong thời gian ngắn. Hiện nay, trên cả nước có hơn 3.000 trạm đo mưa tự động, hơn 200 trạm cố định để xác định lượng mưa theo thời điểm. Đây là số liệu quan trọng để đánh giá tác động của mưa lớn đến từng địa phương. Thời gian tới sẽ có thêm các hệ thống quan trắc, trạm radar, các trạm đo mưa để kịp thời phát hiện các ổ mây dông, xác định các điểm mưa lớn cụ thể. Thông tin về lượng mưa, điểm mưa cùng các cảnh báo nguy hiểm sẽ liên tục cập nhật theo phút, theo giờ trên trang web đang hiển thị. Đây cũng là trang thông tin để người dân chủ động theo dõi và từ đó chủ động các giải pháp ứng phó với mưa lớn. Người dân sống dọc đường tỉnh 164 qua địa bàn xã An Bình đi Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, đang ngủ thì nghe tiếng động lớn rung trời tựa như đất cửa mình giận dữ, sau đó là vết nứt dài hơn 100 mét tiếp tục lan rộng. Theo các chuyên gia, thủ phạm gây ra chính là mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nguy cơ khối trượt dịch chuyển và sạt lở tiếp tục xảy ra bất cứ lúc nào. Từ đêm 13 tháng 8 đến sáng 14 tháng 8, trên địa bàn huyện Văn Yên, mưa lớn kéo dài, liên tục, đến nay gây sạt trượt 11 điểm trên các tuyến đường giao thông, gây ách tắc cục bộ. Cung trượt lớn tại đường tỉnh 164 với ao nước nhỏ có lượng đất đá khoảng hơn 12.000 mét khối. Nếu thời tiết thuận lợi không mưa, công việc dọn đất đá mới triển khai được, vì phía trên điểm sạt lở tồn tại túi bùn khoảng 100.000 mét khối vẫn đang tiếp tục trôi xuống đường. Dự kiến đến ngày 22 tháng 8 mới dọn xong bùn đất, đảm bảo thông xe tuyến đường